Shop Bộ Tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay lại là một clip muốn giới thiệu tới anh em tất cả những cái mẫu tem, một số cái mẫu tem mà bên mình đang bán là mẫu tem rim nha. Thì hôm bữa mình có giới thiệu qua cái mẫu tem quay rồi, thì rất là nhiều anh em ta mua ha. Thì đây là mẫu tem quay alpha nha. Bộ này giá 230 ngàn. Thì cái này là hàng hàng chính hãng nha. Rồi, quay trở lại mình nói với bộ tem này. Thì quay trở lại với lại cái dàn tem rim ở bên nhà mình, thì ở bên shop bây giờ đang có một số cái mẫu tem rim mà được rất là nhiều anh em ta ưa chuộng. Thứ nhất là tem lửa ha. The rim tem lửa này thì phải gọi là huyền thoại rồi. Một trong những sản phẩm bán chạy nhất của shop mình, một ngày mình bán trung bình khoảng vài chục bộ. Không được 100 đâu, nhưng mà một ngày vài chục bộ là bình thường nha. Đó. Thì bộ tem lửa này các anh em thợ này chúng ta cũng rất là thích. À, mua về nhập về để mình dán lại cho khách, cũng như là những anh em mà chúng ta đang đi cái dòng xe rim thì anh em rất là thích chơi cái mẫu tem rim tem lửa này nha. Thì cái hàng này là hàng loại một nha anh em, không phải hàng zin nha, mình báo rõ với anh em là hàng loại một thôi, cũng bị la nhưng mà nó là hàng loại một nha. Thì cái này giá của nó là 100.000 một bộ nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình giới thiệu từng mẫu cho anh em đi. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em mẫu tem lửa ha. Tem này thì tem lưng vàng nha anh em, tem lưng vàng rất là chất lượng. À, giá 100 ngàn một bộ. Bộ này thì đúng tem lửa huyền thoại rồi. Anh em nào mà chúng ta chơi ha, hay là anh em nhiều anh em không biết gọi là tem lửa hay sao, nhiều anh em gọi là tem Dream 2 ha. Tem Dream 2, tem Dream Thái đó. Thì dòng là cái dòng xe được rất là nhiều anh em ở Việt Nam chúng ta chơi. Rồi, giá 100 ngàn một bộ. Tiếp theo là mình giới thiệu anh em bộ tem Super 2012. Đây, Super Dream 2012 thì mình kiếm cái bộ đây, có cái chữ Dream nó nổi lên nha. Nha. Đây, chữ Dream nó sẽ nổi lên này, anh em thấy không? Đó, chữ Dream nó nổi lên như vậy. Khi mà anh em nó sẽ dán đè vô ha. Nó sẽ có cái phần hở ra để chúng ta dán đè cái chữ Super Dream này vô, rất là đẹp nha. Và cái bộ tem này thì được nhiều anh em chúng ta dọn Super anh em dán, tại vì cái bộ tem này nhìn nó rất là sang cũng như là nó rất đẹp. Nó nổi cái chữ Super Dream lên nhìn nó rất là chất luôn. Này, nó nổi hẳn lên trên luôn này anh em thấy không? Đó, này nhìn nó rất là bóng nha. Và cái chữ Super Dream này là nó cũng là chrome nữa cho nên là nó rất là đẹp luôn. Đó thì bộ này cũng là 100 ngàn luôn, cũng hàng loại một luôn nha. Tiếp theo mình xin giới thiệu cho anh em những bộ tem của Super đời khác nè. Thì hai cái mẫu này là hai cái mẫu mà bên mình bán nhiều nhất luôn. Rồi tiếp theo là đến với là bộ Super Dream đời 2000. Super Dream đời 2000 thì cái chữ Super Dream nó sẽ liền nha, nó không có dán chồng lên như cái kia. Bộ này nó có luôn tem thông số nha. Thì bộ này giá cũng là 100 ngàn thôi. Nó tùy phù hợp cho những anh em mà chúng ta dọn Super, mà các anh em đã đang đi Super đời 2000 99 2000 thì anh em có bộ này màu hồng nha anh em nha, tem hồng hay gọi là Super đời tem hồng đấy. Cái loại đời này là đời Super lòng sắt giống như là rim tem lửa luôn. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu anh em một bộ là bộ này thì nó cũng là Super rim luôn, cũng thuộc dạng đời đầu luôn nhưng mà nó sẽ mang cái hơi hướng là thể thao hơn ha. Đây sẽ mang cái hơi hướng thể thao hơn, như mình là cái dàn tem nó sẽ màu xanh lá nha, màu xanh lá. Thì cái bộ này á, là những anh em mà ngoài Bắc á là anh em rất là hay dán, tại vì sao ạ? À? Tại vì ngoài Bắc thì nhiều anh em nó có cái phong trào gọi là gao bạc, là rim bạc đó nè. Thì cái rim bạc dán cái màu xanh này rất là đẹp đó ha. Thì ở trong Nam chúng ta vẫn bắt đầu cái phong trào mà rim dọn màu bạc hoặc là màu xanh lá, màu xanh dương, là anh em hay dán cái màu tem xanh lá này, nó rất là nổi lên và nó rất là đẹp nha, nó nổi lên rất là dữ luôn nè. Đây nó sẽ có chữ chữ rim nè, chữ rim lớn nha, có một chữ rim lớn, mình sẽ cắt ra cho anh em coi luôn, mình sẽ cắt mở ra để cho anh em coi nha. Đây lấy kéo cắt ra cho anh em coi cái chất lượng bên trong nó như thế nào. Đây. Đó, giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi luôn. Thì cái bộ tem lửa với lại cái bộ tem Super 22 kia nó nổi tiếng rồi, nó nổi bên mình rồi, nó giống như hàng độc quyền bên mình vậy. Cho nên là mình cũng không có giới thiệu lại nữa. Còn mấy cái bộ này thì nó cái bộ tem màu xanh lá này là một cái sản phẩm hoàn toàn mới thôi này, chưa từng giới thiệu với các quý anh em này. Hôm nay mình sẽ mở ra mình giới thiệu cho các quý anh em nha. Đó. Lúc đầu thì cũng chỉ định giới thiệu sơ qua thôi, nhưng mà bộ tem này thực sự là nó rất là đẹp nha. Đây. Anh em thấy không? Rất là đẹp, nó rất là nổi ha. Đó. Nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Nó có cái điểm đặc biệt của nó nha. Và mấy cái bộ tem anh em ở dưới quê anh em kiếm cái bộ tem xanh lá này là không có đâu nha anh em nha. Tem xanh lá này là không có đâu, hiếm lắm, không ai có hết á. Đây. Thì cái bộ này nó rất là thích hợp dành cho những anh em mà chúng ta nó muốn có cái sự khác biệt trong cái xe của mình.
thì dán lên cái màu xanh lá này nó rất là đẹp nha. Cái bộ này mình cũng rất là đẹp, mình có thể mình thời gian tới mình sẽ dán cho xe của mình màu xanh lá này. Nhìn cái bộ tem nó rất là chất nha, tại vì đúng là cái màu xanh lá không á thì nhìn nó hơi cải lương, nhìn nó hơi yếu yếu cái xe mình, nhưng mà nó kết hợp với cái màu bạc chrome này thì nó lại làm một cái phong cách khác nha anh em nha. Nhìn rất mạnh mẽ nhưng mà nó lại nhẹ nhàng mạnh mẽ, và cái chữ Superi màu vàng này nó cũng khá là độc đáo này đó. Rồi thì bộ tem này là bán giá 100 ngàn nha. Anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em liên hệ với mình. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em bộ tem Super Dream đời 1999 lòng sắt nha. Bộ này nó sẽ có tem màu hơi tím tím nha. Giá của bộ này cũng là 100 ngàn luôn. Bộ này nó giống với lại hai bộ kia nhưng mà cái màu nó khác thôi. Đó, màu này thì màu đời đầu nó hơi đầm. Để rất là phù hợp với những anh em mà chúng ta đi xe kiểu cổ điển á. Rồi tiếp theo là một bộ tem ở Việt Nam mình thì cái đời xe này rất là nhiều này. Cái đời Super 205 này này, cái đời này 204, 205, 203, 204, 205 là cái đời này rất là nhiều. Thì cái đời xe Superim này là được nhiều anh em ở các tỉnh chơi lắm, đặc biệt là trong Nam là anh em hay chơi cái dòng Superim đời này nha. Đời này với lại đời đầu lồi là anh em hay chơi lắm, chứ trong Nam thì hơi ít, cái dạng đời lòng sắt hơi ít, nhưng mà đời này thì rất nhiều. Đó, thì giá của bộ này cũng là 100 ngàn luôn nha, Superim. À, chữ màu cam, tem màu nâu nha, đời 204, 205. Rồi tiếp theo bộ cuối cùng muốn giới thiệu tên em đây là bộ tem của các anh em mà chúng ta muốn cái xe của chúng ta nó khác biệt giống như là bộ xanh lá kia, nhưng mà bộ này thì nó không phải là Super Dream mà nó là ES5 Dream ha. ES5 Dream thì cái bộ tem này mình rất là ít thấy ai bán luôn, thực sự luôn. Cái xe này cũng không có ở Việt Nam nha. Xe ES5 này nó là cái xe Dream Super nhưng mà nó là của Malaysia hay sao đó anh em, thì ở Việt Nam mình cũng không thấy ai chạy đó. Cho nên là nếu anh em độ lên anh em dán cái bộ tem này vô thì nhìn cái xe mình nó rất là khác biệt nha, rất là đẹp đó. Thì bộ tem này giá cũng là 100 ngàn luôn đó. Ở phía này nó cũng có cái chữ gì đây này, rất là ok, rất là đẹp nha. Electrista có một tem dán bựng luôn đó. Special Edition phiên bản đặc biệt, cái này nó có cái chữ gì đây này, kỷ niệm đây, nó có cái chữ gì đây này nè, không 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 để ý nữa. 50 năm, 50 năm kể từ năm 1997 ha. Đó, 1957. Đó, phiên bản kỷ niệm nha anh em. Rồi, giá cũng 100 ngàn luôn. Ok, mình có giới thiệu sơ qua cho anh em về các cái mẫu tem bên shop đang phân phối. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu anh em hãy liên hệ với shop nha. Số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp quý anh em ở những clip tiếp theo nha.